괜찮겠습니다. 엠 sẽ rời khỏi trường học. 마음대로 ai đó. Nói em có thể bỏ chứ? Nếu em bỏ thì trả tiền thầy trước đi. Thế theo thầy, tại sao em phải ở lại ngôi trường này? Sẽ thôi việc như đã hứa. Hãy tới gặp thầy khi em có bằng tốt nghiệp trong tay. Thầy Gian, thầy Gian, thầy đang làm cái gì vậy? Không nói chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm qua. Sao hôm nay ứng viên không đi học? Tớ cũng muốn nói ra lắm. Nếu tớ mà nói ra, Mô Sinh sẽ giết tớ mất. Cậu chết chắc rồi. Cho nên cứ kể đi. Nhanh lên, kể đi. Đừng nóng đi. Có chuyện gì vậy? Thầy Gian thôi việc rồi. Ôi trời ơi, cậu chỉ khéo đùa. Đừng có đùa như vậy chứ. Không được nói dối. Nói dối? Sao các cậu không tin tớ chứ? Tất cả chỉ là do Mushin đi. Thật sao? Này Mushin à, chuyện gì đã xảy ra vậy? Thời gian xảy ra chuyện gì? Các cậu nhìn kìa. Thời gian. Thầy ơi, thầy định đi đâu vậy? Thầy ơi. Thầy. Thầy gian. Thầy ấy bỏ mình đi thật sao? Thầy sẽ sớm trở lại thôi. Giữa thầy với Mushin xảy ra chuyện gì thầy không biết. Sao thầy ấy lại thôi việc chứ? Sao rồi ạ? Tiểu thư đang tìm vòng cổ bạch kim phải không? Vòng cổ có hình mặt ngôi sao, chị đã tìm được chưa? Vẫn chưa. Họ nói không thấy vòng cổ nào như thế. Thật vậy sao? Chị Hồng à, em phải ra ngoài một lát, có được không? Tiểu thư, ở đây chán quá. Chỉ cần chị giả vờ như không thấy gì thôi. Có được không ạ? Tôi xin lỗi, tôi không được phép làm điều đó. Thế, em mượn điện thoại của chị một lát có được không? Chỉ khi chủ tịch ra lệnh thôi. Chị có nhất thiết phải làm như vậy không chứ? Chỉ lần này thôi mà. Cho em dùng lần này thôi mà. Chị cậu ta bị bắt, vẫn được tán thành. Anh biết điều đó phải không? Đúng, tôi biết. Đó chỉ là một lỗi nhỏ nên không nhất thiết phải bắt cậu ta. Nhưng thái độ của cậu ta không thể chấp nhận được. Không phải xảy rắc rối nhưng phải đưa vấn đề nhỏ này ra tòa sao? Bộ trưởng đã nói anh là người có khả năng tìm tài. Thì đúng như vậy. Khi nào tôi nên báo cáo cho ông ấy đi?
언제 오래요? 곧 연락. 드릴게요. 저 sẽ liên lạc với anh sau. 회장님. 네, 네. 주 tịch. 말씀하신 대로 tôi đã làm theo lệnh. Và vấn đề đã được giải quyết 네. xong rồi. Dân. 네. 회장은 좋은데. Cậu cũng khá dũng cảm. Đánh nhau với xã hội đen mà không thể tránh được. Nhưng cậu đã biết hậu quả của việc đến cảnh sát chứ. Cảm ơn anh. Cứ gọi tôi nếu cậu cần gì. Viên cảnh sát đưa nó cho tôi, bảo nó là của thầy gian. Cậu giúp tôi chuyển lại cho thầy ấy nhé. Ai đây? Ưng Biên đi. Ưng Biên à? Saga, 괜찮아? Sakan, cậu vẫn ổn chứ? Tất nhiên tớ vẫn ổn. Nhưng cậu có sao không? Cậu không đi học à? Tớ bị cấm cửa tạm thời rồi. Tớ rất muốn đến trường. Tớ không thể liên lạc được với thầy Gian. Thầy ấy có bị thương nặng không? Thầy Gian à? Thầy ấy vẫn ổn chứ? À. 괜찮으시긴 하지. 근데 님마 선생님이 말이야. 대잔. 어, 미안. 죄송합니다. 또 좀 통화해. 다시 걸어줘 cậu sau. 은빈아. bố mang cái này cho con đi. cậu ăn đi. tốt cho con đấy. 나쓴거 싫어. Con không có thứ gì đắng đâu, không đắng lắm đâu. Bố đã năn nỉ họ không làm đắng rồi đấy. Thật mà, ngọt lắm. Ngọt quá, họ cho nhiều thịt nên ngon hơn rất nhiều. Bố, con không sao mà. Uống hết. Nhưng con còn bị giữ chân bao lâu nữa? Cho tới khi con đi Mỹ. Nhưng con còn chưa tốt nghiệp. Nhà cũng không đi sớm đâu. Con có thể đi vào trường sao? Sao? Sao con lại phải đi như vậy chứ? Con... Cô có thể đi ra ngoài. Con, đây cũng chẳng phải là lần đầu mà thật là phiền phức. Bố à, bố sẽ để con sống cuộc đời của riêng con. Không được. Nghe này, con là con gái của bố. Từ khi con sinh ra, số phận đã sắp đặt con phải sống thế này rồi. Cho nên con đừng có nói nhiều nữa. Chỉ cần con tin bố và làm như bố nói. Coi như đây là đợt nghỉ ngơi trước khi đi du học. Nhưng mà con vẫn phải tốt nghiệp chứ. Bố sẽ lo bằng cho con, cho nên con đừng lo gì cả. Con ngủ trưa một lát đi. Có phải Ưng Biên vừa gọi không? Sao ạ? Chuyện gì xảy ra hôm qua vậy? Có chuyện gì với Ưng Biên sao? Em xin lỗi. Không sao mà. Mushin, vào đi.
선생님 댁 어딘지 알아? cậu có biết nhà thầy San ở đâu không? Tớ không biết. 어떡하지? Phải làm thế nào bây giờ? 왜 그러는데? Sao em lại tìm thầy San? 선생님 핸드폰 chỉ cần trả lời thầy ấy cái điện thoại. 핸드폰? Điện thoại. Em tới đây đưa cái này cho anh. Em có muốn uống trà không? Không cần đâu. Anh định tính chuyện ở trường thế nào? Hiệu trưởng vẫn chưa chấp nhận đơn thôi việc của anh. Anh không nghĩ mình có thể quay lại đó nữa. Sao lại không? Kế hoạch thương lượng về vấn đề của Busim có thể xem như là một lý do. Nhưng anh không nghĩ mình có. Tất cả các giáo viên em biết, anh là người phù hợp nhất mà. Em chỉ nói thế thôi. Em biết anh vẫn chưa kể cho em nghe những chuyện quan trọng. Em không biết chuyện gì đang khiến anh bận tâm. 무슨 고민을 안고 계시는지 모르겠지만 nhưng anh không thể chia sẻ với em thay vì chịu đựng một mình sao? 해주시면 안 될까요? Hai người luôn tốt hơn một người mà, phải không? 혼자보단 둘이 낫잖아요. Em biết. 저 일을 보여도 em không giúp được gì. 또 알아요? Nhưng 만에 하나 anh không biết là 선생님한테 em có thể giúp anh được chút nào hay chút ấy sao? 힘듭니다. Em đã giúp anh rồi mà. 많이 됩니다. Giúp rất nhiều đằng khác. 그래요. Nhưng Suzy à, người ta nói có những lúc con người cần phải trốn trong vỏ bọc của mình. Đó là sự thật, nhưng sẽ không lâu đâu. Anh sẽ chỉ trốn trong một thời gian thôi. Anh sẽ ngồi trong đó một mình. Anh biết anh luôn bắt em phải chờ đợi. Anh thật sự xin lỗi. Gần đây anh đã quen với câu xin lỗi rồi. Em hiểu anh nói gì. Nhưng nhìn anh tự mình chống chọi trong thời điểm khó khăn này, em còn thấy khó chịu gấp đôi, thậm chí gấp ba lần. Thank you.
Các em nên biết thầy và thời gian không giống nhau. Thầy sẽ không giải đối với các em như thời gian đâu. Cũng chỉ vì lợi ích của các em thôi. Ai mà ngủ gật hay ăn trong lớp hoặc không ngồi thẳng lưng thì cứ cẩn thận đấy. Thầy sẽ không chịu đựng đâu. Thôi được rồi, thời gian này hãy học hành chăm chỉ. Bắt đầu thôi, lớp trưởng. No me ames. Porque estoy perdido. Porque cambié el mundo. Porque es el destino. Porque no sé. Vuelta. Thầy cẩn thận nha. Em để nó đâu nhỉ? Thầy sẽ nhờ em giúp. Sao ạ? Mọi chuyện bạn cùng lớp em làm hay nói gì, viết hết vào đây. Tại sao vậy? Em biết tại sao em luôn xếp vị trí thứ hai không? Bởi vì em không biết lúc nào sẽ bị tung lai đâu. Ở trường em cần phải biết nghe lời. Ngoài đời cũng thấy, em cần phải biết nghe lời. Nếu như em làm tốt, thầy sẽ dạy kèm em để nâng cao số điểm. Em phải viết gì vậy? Những chuyện như là ai đang chơi đểu ai, hoặc là ở ngoài đường ai đang làm chuyện xấu. Thầy chắc là em biết rõ điều đó. Nào, cầm lấy đi. Cái gì thế? Chuyển phát nhanh. Cái gì vậy? Bọn tớ đã nói là chúng ta sẽ gặp nhau mà phải không? Mẫu này đẹp chứ, mới nhất đấy. Nếu bọn tớ không chủ động gọi, liệu cậu có động đến chức năng của gọi hình ảnh không vậy? Tớ không biết nữa. Nhưng sao cậu không đi học vậy? Có chuyện lớn xảy ra đó. Chuyện lớn à? Từ từ đã. Để bọn tớ cho cậu xem toàn cảnh lớp học. Mọi người, chào Ưng Biên đi. Ưng Biên.
Ưng Bi nào? Ưng Bi, nói chuyện với tớ đi. Không đời nào, quên đi. Ưng Bi nào? Nếu cậu bạn bè và việc kinh doanh là hai thứ khác nhau, hiểu không? Sakan. Này, đưa cho tớ. Tại sao? Không có gì, cậu cứ việc. Cậu ấy đáng sợ thật. Ưng Bi à, cậu thế nào rồi? Ở nhà mãi chán ngấy đúng không? Cứ nói đi, nhanh lên, nói gì đó đi. Cậu có ăn uống đủ không? Chê mu xin, làm cho tốt vào. Được rồi. Cái này cũng hay đó chứ. Cảm ơn các cậu. Nhưng người cậu muốn nhìn thấy không phải chúng tớ phải không? Xin lỗi vì không cho cậu nhìn thấy người đó. Ý cậu là sao? Thầy Gian đã bỏ việc rồi. Thật sao? Lý do là gì? Bởi vì Mushin suýt bị đuổi học. Tớ sẽ kể hết cho cậu nghe khi cậu quay lại trường. Vậy bây giờ thầy ấy đang làm gì? Tớ không biết nữa. Tớ xin lỗi. Chúng tớ đã không bảo vệ thời gian. Nhưng mà chúng tớ đã nghĩ ra một kế hoạch. Chỉ chờ cậu quay lại trường thôi. Đừng quên, cậu đã hứa là chúng ta sẽ tốt nghiệp đấy. Đừng có quên đó. Nếu không tớ sẽ không tha thứ cho cậu đâu. Cậu nhớ đó. Được rồi, nghỉ ngơi cho tốt. Hẹn gặp lại cậu. Cơn gió lạnh buổi sáng khiến lòng tôi tê tái. Chúng ta yêu những vật vô tri vô giác, tựa vì sao ca hát. Và tôi phải đi theo lối mòn đã được định sẵn cho mình. Đêm nay, cơn gió thoảng qua những vì sao tinh tú. Chúng ta có nên học bài thơ của Hương Dông Su hôm nay không? Ngôi sao mà bài thơ nhắc đến thể hiện cuộc sống lý tưởng. Bài thơ nói lên những hy vọng nhỏ nhoi và lương tâm con người. Ngôi sao ca hát đại diện cho bản chất trong sạch của đạo đức con người. Câu hỏi à? Đừng học mấy cái trong sách bài tập thêm thầy à. Các em học gì thơ ca, chính các em phải cảm nhận được. Nhưng mấy cái đó sẽ không có trong bài kiểm tra. Thôi được rồi. Hãy nhìn vào câu hỏi 1, trang 14. Hãy chọn lời giải thích không chính xác. Có phải đáp án số 3 không ạ? Một cuộc sống cố gắng đạt được sự phát triển nhân cách bên trong. Đúng rồi. Các em giỏi đấy. Đây chỉ là lớp dạy thử, cho nên thầy đừng quá lo lắng. Nhưng nếu không hợp, thì chúng tôi cũng không thể làm gì khác. Tôi xin lỗi. Tạm biệt. Chú ơi, chú có thể cho chúng cháu ít tiền để xe buýt được không ạ? Chúng cháu muốn về nhà nhưng không có tiền. Chú ơi, tôi không có tiền để xe buýt. Chú có thể cho tôi mượn được không ạ? Cho tôi vay ít tiền, tôi sẽ trả mà.
chú ấy bị làm sao thế nhỉ? Hôm nay chỉ có anh thôi sao? Hai người cãi nhau à? Anh nói có vẻ như đã từng cãi qua rồi nhỉ? Hãy từ bỏ và bước tiếp theo. Thôi được rồi. Các em thế nào rồi? Mọi chuyện tốt thế này, các em phải vui lên chứ. Vâng. Thầy thế nào rồi? Thầy đang làm rất tốt. Sante và Sakan vẫn ổn chứ? Còn những bạn khác? Sao thầy không hỏi về Ứng Viên? Nếu thầy không quay lại trường chỉ vì em, không phải vậy đâu. Dạy học không hợp với thầy, cho nên thầy sẽ đổi nghề. Em đừng lo, em sẽ chịu đựng đến cùng. Nếu họ muốn gửi em tới trường khác hay thế nào đi nữa, em sẽ chịu đựng đến cùng. Tốt lắm. Em sẽ không quan tâm mọi người ở trường nói gì. Em đến để nói với thầy điều đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ở hai khu vực khác nhau. Cho nên tôi không liên quan tới anh ta. Nơi này có thể do anh quản lý, nhưng ai biết được nếu là anh ta thì sao? Nếu anh ta làm gì sai, tôi thay mặt anh ta xin lỗi anh. Đã muộn rồi, các anh đã dừng cửa hàng ở địa bàn chúng tôi. Hãy nói với Seo Dâu như thế, nếu muốn an toàn thì đừng làm điều gì dại dột. Cảm ơn anh Kim. Các cậu đã lâu rồi không gặp. Chào cậu. Chúng ta, đó chính là cái giá của sự nổi tiếng đấy. Nếu cần chữ ký thì cứ nói với chúng tớ nha. Vào đi. Ưng Vinh nói cậu ấy đang bị ốm. Thật à? Cho nên bọn em sẽ quay lại sau. Được rồi, tạm biệt nhé. Tạm biệt. Ưng Vinh à? Ưng Bin, bố nghe nói các bạn con ghé qua. Sao họ về sớm vậy? Bố đã bảo họ đến đây thường xuyên mà. Bố đã tìm được chỗ ở cho con bên Mỹ rồi. Con xem, bố mang ảnh cho con xem này. Con có muốn xem không? Ưng Bin à, con sao vậy? Con không khỏe sao? Con có lạnh không vậy? Con được như vậy mà. Con có muốn quay lại trường không? Bố biết rồi, bố sẽ lo. Con có thể quay lại trường sớm thôi. Chờ thêm một chút nữa nha. Con có làm thế, bố cũng không để con quay lại căn nhà đó đâu. Con nói gì đi chứ. Ưng Vinh à, đây. Chuyện gì thế này? Ưng Vinh đâu rồi? Cậu ấy bảo sẽ cho cháu cái túi này nếu cháu thế chỗ cậu ấy. Cái con nhỏ này. Anh Kim à? Thầy định đi đâu thế? Là em đây. Thầy chưa gì đã quên giọng em rồi à? Ưng Vinh, em đang làm gì đây vậy?
누가 내 허락도 없이 여기 가시네요, 선생님. 아, 저 팬티 니 라이 룸뚱 해, 하? 아니, 에이, 그냥. 네. 네, 네. 왜 그래? Em đang làm cái gì vậy? 나가면 왜 나가요? 아, 저 thầy bỏ đi như vậy? 아, 너 thầy có thể làm như vậy chứ? Từ từ đã. Hết giờ. 왜요? 뭐 xuống đi. 자, 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 프로그램 하나 지우는 게 자, 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 그러게 누가 짐을 싸래요? 왜 ai bảo thầy thu dọn đồ đạc? 내가 여기 있을 thầy không còn lý do nào lại đây nữa. 너도 없고 여기는 내 집. Em không có ở đây. 선생님, ở đây 맞아요. Không phải là nhà của thầy mà. 여기 đây là nhà của thầy. 집이잖아요. Đây là nhà của chúng ta. 가자. Thôi con gái, bố à, anh Kim, anh đang làm gì vậy? Chúng ta nên đi thôi. Chú Tịch Du, chờ chút đã. Thầy à, Ưng Miên, con quên rằng bố còn đáng sợ thế nào rồi sao? Bố à, sao con lại làm như vậy? Chỉ một lần này thôi mà. Bố. Đầu tiên, con thực sự không đến trường. 아무도 날 가르치지 con không nghĩ ai cũng có thể dạy cho con hiểu được. 근데 나 이번에 학교 다니면서 nhưng con lại thích đến trường này và học với các bạn và gây rắc rối cho thầy giáo. 나 이런 게 정말 좋아졌어요. 나 딱 한 번만 chỉ một lần này thôi con muốn có một cuộc sống bình thường. 알아요, 나 이런 con biết con không nên làm thế này. 근데 아빠 nhưng bố à, 나 딱 한 번만 chỉ lần này thôi 진짜 졸업할 때까지만 이렇게 con không trở lại đây cho tới khi tốt nghiệp được sao? 다음엔 sau đó, 아빠 말대로 나한테 좋은 셈이 있다면 con cũng nghe lời bố. 진짜 한번 열심히 살아볼게요. 근데 nhưng 나 졸업 때까지만 이렇게 해줘요. chỉ đến lúc tốt nghiệp thôi. 나 nếu không 안 되면 남들한테 những mọi ước đẹp về tuổi đi học con sẽ chẳng bao giờ có được. Bố hãy cho con ở lại đây và đi học cùng với thầy San có được không? 그냥 가셔도 되겠습니다. Không lẽ cứ lẳng lặng bỏ đi như thế sao ạ? À? Ưng Miên của chúng ta từ khi mất mẹ chưa bao giờ phản ứng mạnh như thế. Cứ kiên nhẫn đi, thư ký Kim. Đi thôi. Em không ngủ được à? Sao vẫn còn ở đây? Phòng em ngột ngạt quá. Sao thầy vẫn chưa ngủ? Cứ cắt tiếp đi. Em giỏi ăn nói từ khi nào vậy? Em vẫn vậy mà.
Nhưng thầy như thế này ổn chứ? Thầy đang làm gì? Đang là giáo viên môn tiếng Hàn. Thầy vẫn chưa tốt nghiệp sao? Sao em nỡ động vào nỗi đau của thầy như thế chứ? Nhưng tại sao thầy phải giả bộ trước mặt thầy hiệu trưởng như vậy? Thầy cũng tự hỏi sao mình làm như thế. Làm gia sư có thể thành công đi. Thầy cần phải nhận nhiều cuộc điện thoại. Em sẽ giúp một ít. Em cứ cắt đi. Nhắc đến cắt cái gì thì em là một chuyên gia đấy. Chơi quẳng tù tì nhé. Em cứ nói là em muốn ăn mì đi. Em định sẽ nấu. Nếu em thua mà. Khi nào em sẽ đi? 2 tuần nữa. Thầy đang làm cái gì vậy? Đây là cái hôm mà. Thầy là người luôn coi thường thời gian. Tốt lắm. Thầy biết mà. Tôi khác hoàn toàn so với thầy ấy. Ngăn chặn nó còn hơn phải giải quyết nó. Phải sử dụng cái đầu chứ. Cái gì? Tôi nghĩ đó là vấn đề quá muộn rồi. Tôi không nghĩ như thế. Dịp ca hát thế nào rồi? Được rồi. Nếu cần cái gì thì cứ nói với thầy nhé. Thầy luôn đứng về phía các em. Hiểu chưa? Giang Trinh Sim, Di Han Sa, Bác Hồ Xuất. Đây, nếu các em cần giấy xin phép nghỉ tiết thì cứ nói với thầy. Thật sao ạ? Sao ạ? Có gì không ạ? Tất nhiên rồi. Các em phải nâng cao tài năng của mình. Còn hơn là ngồi trong lớp chứ. Đi đi, mau lên. Thầy San không bao giờ làm như thế. Thầy ấy sẽ phản ứng là không đời nào và bảo chúng ta vào lớp. Thầy cô còn không bảo chúng ta học hay vào đại học. Chúng ta có thể làm bất cứ điều gì mà chúng ta muốn sao? Tớ là vui mừng mới phải. Nhưng có thấy kỳ kỳ làm sao ấy? Tớ cũng vậy. Tớ thấy không ổn chút nào. Thầy à, có bánh xà phòng ở bên phải cầu thang đấy. Thầy phải cẩn thận. Em định lừa ai chứ? Thầy có thể bị ngã đấy.
tôi tưởng anh đi rồi chứ. Đi mà không tạm biệt chẳng tốt đẹp gì cả. Đúng là không tốt. Tôi biết điều đó chứ. Vào đi. Ngồi xuống đây. Cho cô một tách trà nhé. Tôi nên cho cô thưởng thức loại trà nào nhỉ? Nỗi buồn của sự chia ly. Zazie. Zazie à? Nói cách khác là sự kết hợp giữa trà và sữa. Phải đun sôi sữa trong 5 phút để loại bỏ hương mạnh mẽ của nó. Uống cái này là tốt nhất để tạm biệt. Sao anh cứ nói về chuyện tạm biệt vậy? Tôi không nói với cô mà nói với chính mình. Trong lúc đợi trà, để tôi đáp mục đích cô đến đây nhé. Tôi... Cô đang nghĩ cách kéo thời gian lại làm việc. Cô đang do dự, không biết có nên gặp thầy ấy không. Sao anh biết vậy? Tôi đúng chứ. Tôi chỉ mong là tôi sai. Tôi vui mừng vô ích vì cứ nghĩ cô đến để tiễn tôi. Anh đến Ấn Độ thật sao? Không. Tôi sẽ làm việc ở một nông trường chè. Tuyệt quá. Có gì mà tuyệt chứ. Đó là công việc rất nặng nhọc. Nếu cô có thời gian rảnh thì nhớ đến thăm tôi nhé. Tôi có phải làm gì không? Những biết cô xinh đẹp à? Không đâu. Nhưng trong trường hợp này chắc cô phải làm việc vất vả đây. Đừng khóc. Tôi không đi xa đâu. Tôi khóc khi nào chứ? Đừng khóc và giữ thật chặt. Cái gì? Tôi đang nói về thầy San. Cô có biết người thường có thể khóc bao nhiêu nước mắt trong đời không? 70 lít. Nhiều thế sao? 70 lít 전부 다 쏟아내는 khi cô khóc tới 70 nước mắt, cô có thể ra đi mà không cảm thấy hối tiếc. Khi cô khóc đủ 70 lít và không còn nước mắt nữa, tôi sẽ khóc thay cô. Tôi vẫn chưa làm được gì cho anh, mà anh lại làm rất nhiều cho tôi. Chỉ có cô không biết điều đó thôi. Sôi nhiều quá. Ngon hơn thôi. Em không định tới trường sao? Em giúp thầy làm xong việc này đã. Cứ nói thẳng ra, em không muốn đi học đi. Em nói thật mà. Chuyện này xảy ra vì các cậu không quản được lũ học sinh sao? Mấy đứa lớp học số 8 đó đã trở nên nổi tiếng vì hành động vừa rồi. Đúng rồi đó. Tôi nghĩ nước trong muối có vấn đề. Anh đang nói về nước gì đấy? Thầy cô, không lẽ thầy lại bó tay sao? Thầy hiệu trưởng, thật ra tôi sợ mấy đứa nhóc đó. Thầy bị sao vậy? Thầy San, chẳng lẽ không hợp với chúng sao? Ăn kiếm phải trả miếng. Thầy giáo điên nên dạy những học sinh cũng bị điên. Thầy à, thầy vẫn chưa phê chuẩn đơn xin thôi việc của thầy ấy đúng không? Chưa thì sao chứ, cậu ta đã tự rời đi mà. Nhưng mà
thầy tạ mất mặt một chút, còn hơn học cả một lớp như thế. 단체 전학보다는 스케일이 적어서 좀 나을 듯 싶은데. Ôi, tôi không thể tin được. Ôi, môi trường này khiến tớ cô đơn quá đi mất. Nhưng thầy San biết thầy ấy làm gì. Khi tớ đi lên mái nhà, không phải là để đâu. Thầy ấy biết tớ lên đó để sống lại. Ý cậu là sao? Ít nhất thì thầy ấy không giả tạo để lôi kéo mình về phía thầy ấy. Đúng vậy, thầy ấy hay mắng chúng ta thật, nhưng thực sự là quan tâm tới chúng ta. Nhưng chúng ta làm gì đây? Thầy ấy đi thật rồi, không còn nhiều thời gian nữa. Đúng vậy, chúng ta nên làm cái gì đó. Thầy biết, em không thể làm gì khác. Hãy dốc cạn sức lực ra để chạy. Chúng ta phải đấu tranh đến cùng. Các em phải tìm ra cách của riêng mình. Thế giới nó quanh co như vậy đi. Phân là phân, không thể thiếu trong cuộc sống. Nếu anh tránh xa, thì nó quá kinh tởm, thì nó sẽ nghĩ thế nào? Tự nhìn nhận chính mình một cách khách quan là rất tốt, nhưng tin vào chính mình còn tốt hơn. Sống như thế này được nữa. Chúng ta phải làm gì đó đi. Phong cách của Dead Boss Society. Đúng rồi. Dù thế nào đi nữa. Đi nào. Tớ nữa. Tớ cũng thế. Tớ cũng thấy, cả tớ nữa. Tớ cũng muốn thấy thời gian quay lại. Này, cậu sao vậy? Nếu cần tớ giúp một tay thì cứ nói. Tại sao chúng ta phải làm như thế chứ? Tớ không chịu được phong cách của thầy cô. Hãy cùng cố gắng nào. Trời mưa cả ngày rồi. Em biết. Không có cuộc gọi đến nào sao? Em muốn có người gọi đến lắm mà. Thì điện thoại của thầy kìa. Để thầy xem nào. Tôi không thể liên lạc với anh được. Hãy đến địa chỉ này, tòa nhà số 2, khu dông sale bên cạnh chợ. Sao họ lại nhắn tin mà không gọi nhỉ? Thầy cô, có chuyện gì vậy? Học sinh biến mất rồi. Cái gì? Biến mất à? Mấy cái đứa này. Chắc sắp đến nơi rồi. Đúng không thầy? Lẽ ra nó gần đây chứ. Chúng ta có nên gọi điện không? À, đây là nơi Sakan từng làm việc. Oh, yeah.
꿈인 거 봐요. 하이 ơi, mau trở lại đi. Thầy Sam, chúng em đã làm một bộ sưu tập. Thầy có phải là Sam không? Chúng em nhớ khuôn mặt thầy. Nhìn đây, tìm thầy giáo. Em yêu thầy. Thầy chủ nhiệm. Được rồi đó, quay lại đi thầy. Não chứa toàn những thằng tuổi sẽ trở nên ngu ngốc. Chỉ có Bù Si là học sinh của thầy sao? Tất cả bọn em đều là học sinh của thầy. Đây được coi là nghệ thuật trong hành động. Đừng trốn cách sự thật, thầy mau trở lại đi. Thầy Sam, bộ sưu tập của bọn em đã xong rồi. Thật đấy. Khi em cô đơn một mình, ai sẽ làm em vui lên đây? Ôi, các bạn còn vẽ cả khuôn mặt của thầy nữa này. Trông cứ như tội phạm vậy. Họ đang truy bắt tội phạm truy nã đấy sao? Học sinh mà không học lại còn không nghe lời. Thầy đã làm gì trong khi học sinh trốn học vậy? Thầy Bắc, bọn em chỉ định ra ngoài một lát thôi mà. 3 tiếng đồng hồ mà là một lát sao? Bọn em không biết mình đã đi lâu như thế. Mấy đứa là học sinh mẫu giáo à? Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên trong lịch sử mà cả lớp trốn học đồng loạt như vậy. Vậy chúng ta có nên lập bảng thành tích không nhỉ? Mấy em phải cảm thấy xấu hổ với bản thân chứ. Đừng cãi lời. Ai đứng đầu các em, lên tiếng đi. Các em không thấy đau sao? Thầy thấy mệt mỏi rồi. Hãy xem xét một cách hợp lý chuyện này. Là ai? Ai vậy? Không có người nào đứng đầu cả. Chúng em vô tình nảy ra cùng một ý kiến thôi. Chúng tôi làm thế này không phải vì chúng tôi không biết đó là ai, mà là cho các em cơ hội để thành thật đó. Đúng là đi trước khi quá muộn. Em các em hay thật đó, thông đồng tất cả với nhau. Các em định ngồi như vậy cả tối sao? Lớp trưởng, khai hết ra đi. Các em đã đi đâu và làm gì? Em định nói dối đúng không? Khi bạn gặp khó khăn, tôi sẽ giúp bạn. Khi bạn gặp điều không vui, tôi sẽ là nước mắt của bạn. Tôi sẽ là ánh sáng dẫn lối bạn đi. Im lặng. Dừng lại đi. Chấp tử. Này, im lặng hết đi. Chấp tử. Im lặng. Tôi sẽ bên bạn suốt cuộc đời này. Chúng ta là bạn bè mà. Im lặng hết đi.